con có đến chùa và tu tập thiền Anapana dưới sự chỉ dạy của các vị thi kheo. Tuy nhiên đến ngày thứ 20, con không thể tu tiếp được vì bị khó thở và quan trọng nhất là trong tâm con nổi lên ý niệm bất kính với Phật. Con đã cố tìm nén, kìm nén và dẹp bỏ nhưng nó ngày càng mạnh khiến con không dám ở lại tu tập. Ngày trước khi con niệm a di đà một thời gian lâu dài con cũng bị hiện tượng như vậy. Về sư cho con hỏi có phải nghiệp đời trước của con có làm điều gì để kiếp này nhận quả như vậy không tại sao lúc đó quý gì không hỏi thiền sư trường hợp của mình khi chúng ta tham dự các khóa thiền cái lợi ích lớn nhất mà chúng ta có là chúng ta có vì thầy hướng dẫn ở đó rồi khi chúng ta có các vấn đề nào đó thì chúng ta hoàn toàn có thể hỏi và các vị thầy sẽ trả lời. Thành ra nếu như mình có trường hợp như vậy mình hỏi vị thiền sư. Nếu như vị thiền sư có kinh nghiệm thì vị đó sẽ hướng dẫn mình giải giải quyết vấn đề. Tại sao không hỏi? Còn nếu như quý vị đã hỏi mà không giải quyết được thì mình đi tìm vị khác nhưng mà quan trọng là mình phải có mặt ở đó phải thực hành ở đó còn bây giờ quý vị hỏi sư thì sư đã có những câu trả lời tương tự như vậy rồi nhưng chưa chắc nó sẽ phù hợp với quý vị đâu và khi mình không khéo thực hành thì đừng đổ thừa cho nghiệp bởi vì nếu mình khéo thực hành những ý niệm đó xảy ra thì mình mặc kệ nó thôi không cần phải quan tâm tới nó nhưng với điều kiện là mình thực hành đúng vị thầy hướng dẫn đúng mình thực hành đúng thì không có vấn đề gì thành ra là vấn đề vẫn do mình thôi nên tham dự cái khóa thiền và thứ nhất á là cái chuyện mà mình khó thở á phải hỏi vị thầy tại vì rất nhiều khi á một là do cái uh, môi trường mình thực hành cái cách mình thực hành mình cái cách mình thực hành có thể là mình thực hành bị sai hoặc là cái đề mục nó không phù hợp với mình thì phải gặp vị thiền sư để trình bày một là vị đó sửa lại cách thực hành phải hỏi quý vị thực hành như thế nào rồi sửa lại nếu như thực hành sai thì sửa lại hai là nếu như đề mục không phù hợp với quý vị thì vị thầy hướng dẫn sẽ cho quý vị đề mục khác chứ không phải bây giờ mình lôi lên trên đây thì có quá nhiều khả năng xảy ra cho nên sư không thể giải thích nó chính xác cặn kẽ cho quý vị được